Thế là sau 3 năm dịch Covid thì bây giờ tôi là có dịp quay lại nước Nhật lần thứ hai và cũng là quốc gia thứ 29 được đi công tác, được đi làm việc ở nước ngoài, ngoài 63 tỉnh thành ở Việt Nam. Và đi nước Nhật trong một tuần vừa công tác vừa tranh thủ du lịch thăm thú vài nơi, đặc biệt ở thủ đô Tokyo. Và với một loạt các video clip này, tôi cố gắng tôi quay lại rất là nhiều các cái hình ảnh mới lạ, các cái hình ảnh rất là đặc biệt mà chỉ có ở đất nước xứ Phù Tang, tức là nước Nhật Bản, thì chúng ta mới thấy nó xuất hiện. Và từng lần lượt từng video clip tôi sẽ cố gắng tôi sẽ giới thiệu, nhất là những anh chị các bạn nào chuẩn bị chúng ta đi Nhật, chúng ta sẽ chú ý để sau này chúng ta đi về Việt Nam chúng ta sẽ học hỏi được những điều hay, những điều mới lạ. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với một số các cái hình ảnh mà tôi ghi được trong cái quá trình mà tôi công tác. Thì công tác là 4 ngày, trong đó có 2 ngày còn lại là đi thăm thú một số nơi, và chỉ bằng cái sử dụng cái điện thoại di động tôi ghi lại rất nhiều cái hình ảnh về sinh hoạt, về ăn uống, về di chuyển, về giải quyết bầu tâm sự, để tất cả các anh chị chúng ta bắt đầu vào cái video clip. Phải nói là trong có nhiều thứ mà ở Nhật mà người ta quan tâm tới trẻ em thì tôi được chú ý nhiều nhất đó là gì? Đó là cái chiếc xe đạp. Ở Việt Nam thì cứ đòi ô tô rồi xe gắn máy rồi xe tay ga, nhưng mà nội Nhật thì một xứ phát triển hơn ta gấp cả trăm lần, thì tôi thấy là người ta rất là quan tâm tới sự an toàn của trẻ em khi mà đèo trẻ em trên cái chiếc xe đạp. Và tôi quay lại một số chiếc cái xe đạp mà tôi rất là ấn tượng. À, thì chúng ta thấy là xe đạp người ta cũng đi rất nhiều. Thế bên đây người ta chỉ chủ yếu là ta đi xe tàu điện, xe hơi, xe đạp và đi bộ. Xe gắn máy cực kỳ ít, lâu lâu mới thấy một chiếc xe gắn máy. À, và chiếc xe đạp đây thì chúng ta thấy người ta di chuyển từ nơi này nơi kia, và cái an toàn dành cho trẻ em thì chúng ta thấy tôi đang quay đây một chiếc xe đạp người ta thiết kế, và đặc biệt các cái bộ phận để đèo trẻ em ngồi phía trước lẫn ngồi phía sau. Thì chúng ta thấy là có cái giỏ phía trước để các em nhỏ nó ngồi phía trước và cái giỏ ở phía sau. À, thì cái tư thế ngồi chúng ta thấy nếu một cái yên bình thường ở Việt Nam đó, giống như xe kế bên bên phải này, chúng ta thấy không? Thì cái yên bình thường trẻ em mà nó chừng là 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi nó ngồi bình thường thì vô cùng nguy hiểm. Như vậy để nó ngồi nó thoải mái đấy, thì tôi thấy người ta cho các em nó ngồi trong một cái yên mà được thiết kế cực kỳ an toàn, có chỗ dựa, chúng ta thấy không? Có chỗ dựa, có chỗ để chân, có cái phần phía trước bụng để các em nó chịu vào khi nó có những cái va đập hay là chạy xe trên đường nó dằn quá. À, chúng ta thấy không? À, và cũng rất nhiều cái kiểu cách khác nhau để người ta thiết kế. Thì đây là cho trẻ em nó vừa an toàn, và chúng ta tưởng tượng khi các cháu nó ngồi trên xe đạp này, nó ngồi nó rất là thoải mái, dễ chịu. À, chứ không phải nó ngồi cách mà lững lững lờ lờ giống như xe đạp bình thường chúng ta chạy trong các cái đường phố lớn ở Việt Nam. Chúng ta vẫn thấy ở Hà Nội, ở Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có số người đèo xe đạp, nhưng mà tôi nghĩ là thiết kế những cái yên, những cái nơi mà trẻ em nó ngồi như vậy thì ở Việt Nam vẫn thiết kế được, đâu có cái gì đâu khó khăn. À, đây là một cái kiểu nữa nè, hai cái đồ để chân ta thấy không, đồ phía sau cái lưng ở trên là để. À, thì đi vô thử một cái khu chung cư hay là mình gọi là cái khu căn hộ, thì đây là chỉ dành cho người đi bộ và xe đạp, xe ô tô, xe gắn máy không được quyền vào. Và rất nhiều bà mẹ đều những đứa con nhỏ của họ tới đây và người ta để xe đạp đây, người ta đi vô công viên. À, người ta thấy để xe cũng rất là trật tự, để theo hàng theo lối đàng hoàng, không để lung tung. Thì đây một cái công viên nhỏ nhỏ ở xa xa chúng ta thấy cái tàu điện trên cao đang chạy. À, và khi trẻ con nó chơi ở đây, à, không có rác rến gì hết, không có xe cộ đi lại, cũng không có người bán hàng rong. À, sau khi rời khỏi cái công viên thì trên đường đi về khách sạn tôi lại thấy một số các xe đạp. À, các bà mẹ họ đưa con vào bên trong họ ăn trưa và họ dựng cái xe ở bên ngoài. Thì chúng ta thấy đường khá là trơn trượt, trời mưa, thì khi mà họ vào bên trong thì cái xe họ để bên ngoài thì đa số cái xe này nó khóa lại. À, và đây là một cái xe nữa mà tôi quay lại nè. Thì ở khí hậu Nhật Bản đó thì nó hay mưa, mưa mưa phùn giống như kiểu Hà Nội. Đây là đang thời kỳ điểu thu, chính vì vậy khi họ đèo con họ thì họ phải có những cái phần là che để nó không khí lạnh lắm. Lúc này tôi đang đứng ở đây thì nhiệt độ khoảng 16 đến 17 độ. Chúng ta tưởng tượng nếu mà các cháu nó ngồi với xe đạp mà nhiệt độ như vậy, trời mưa phùn thì nó sẽ ướt, không gây là lạnh, cho nên người ta lại có thêm một cái gì, những cái màn, những cái tấm che để bảo vệ.
cháu ngồi ở trong ra, tức là một lần nữa là sự thoải mái và an toàn. Và khi tôi vào cái siêu thị thì lên trên tầng 8 của một cái siêu thị thì tôi rất là tò mò, và lên tầng 8 tôi bán xe đạp. À, chúng ta coi thử cái bảng giá nhé, 175.000 yên, nếu mà tính ra tiền Việt Nam khoảng chừng 30 đến 31 triệu đồng. À, 191.000 yên thì tính ra khoảng chừng 32 đến 33 triệu đồng để một chiếc xe đạp, và luôn cả cái phần yên cho trẻ em. À, thì chúng ta thấy cũng đâu có mắc gì đúng không, mà bằng một chiếc xe gắn máy ở Việt Nam thôi. À, nhưng mà cái nước phát triển thì người ta lại thích đi xe đạp, người ta không thích đi xe gắn máy. Đi xe đạp, đi bộ và đi tàu điện. À, và quay hàng loạt chiếc cái xe này. Nếu ở Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy là không có cái xe mà có cái yên mà an toàn, thoải mái dành cho trẻ em. Chúng ta thấy không? Cái nhà vệ sinh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những clip sau. Hy vọng anh chị like, subscribe, bình luận. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm.